Cũng không bỏ cái ba lô ra. Sửa đường đấy. Không sửa đường thì xuống đây. Cho nó thành rãnh là mới đi được. Đường như kiểu lên đồi thế này thì bố ai đi được. Giữ đấy. Chân báo dài mà. Sau này về vùng thấp thì thoải mái đầy nghề nhá, không sợ chết đói nhá. Đây chị đào thay là phượng.